Thầy xin chào các em. Hôm nay thầy trò mình tiếp tục với chủ đề với cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Trong đó chúng ta đã trải qua được cái bài toán giải thuật Floyd để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Vậy thì tới thời điểm này các em nào đã cài đặt được giải thuật Floyd, các em comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật Floyd, comment cho thầy số 0 để thầy nắm được tình hình nào. Bạn nào comment được cài đặt được thằng Floyd nhé thì báo cho thầy số 1. Ây da, ây da. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật Floyd để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh thì comment cho thầy số 0. Nào, xin mời cả nhà chưa comment cho thầy biết nào. Thầy nắm tình hình. Trường Sơn, Chu Minh, Vũ Huy, Luật. Rồi, thầy đã nhận thấy thấy thu được bài của Luật, đã nộp bài lên trên server. Rất tốt. Chỗ bài của Luật hình như là Floyd đang thừa mất khi khai báo thằng INS thừa mất một số 0 luôn nhé. Thì cảm giác nó giống như là hai login. Như thừa mất một số 0. Của Trung Minh bị lỗi bộ nhớ, em giảm cái mảng C xuống khoảng tầm 500 phần tử là được. Cái chỗ NMAX ấy. Thầy cũng thu được bài của bạn Chiến. Bạn Chiến với bạn Luật là rất rất tích cực nộp bài ở trên server thì đã thu được rồi. Rồi, ok, có Luật với Chiến nữa. Thì tóm lại quốc của thầy đâu nhỉ? Thông thường thì thỉnh thoảng cái thằng code block nó ngáo ngáo nó sẽ báo lỗi ở cái thằng khai báo bộ nhớ mảng hai chiều ấy. Bình thường nó chạy 1.000 trên 1.000, 3.000 trên 3.000 nó chạy được, nhưng vui vui thì nó lại báo là bị lỗi. Hôm trước thầy chạy báo bị lỗi và thầy giảm xuống khoảng 700 thì nó mới chạy được, nhưng hôm sau code thì lại chạy lên tới 1.000 nó lại chạy được. Rồi người ta chờ một chút để mọi người vào khá đầy đủ và chúng ta sẽ làm các bài tập áp dụng về cái giải thuật Floyd, biến thể của các bài tập Floyd. Rồi, chúng ta sẽ kia còn mấy bạn nữa đâu phải nhìn. Các bạn chờ đợi tí.
Điểm danh gọi các bạn chạy ra này. Dù thầy đã cố gắng nhưng mà cái căn chỗ thầy ngồi không hiểu tại sao thầy trông thầy đen như cục chì thế này. Để các bạn vào đủ xong thầy chồng mình tiếp tục. À, cái giải thuật Floyd thì nó sẽ giải quyết được một cái bài toán khá tổng quát. À, ta có thể tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S đến đỉnh T của cái giải thuật Foreman. Ta có thể tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị của giải thuật Dijkstra. Ta có thể tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh bởi giải thuật Floyd. Như vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng đây là một trong những cái bài toán có tính chất tổng quát khá cao. Độ phức tạp của giải thuật Floyd thì kể ra thì nó cũng hơi tệ. Độ phức tạp của nó đang là ON mức 3. Thì rõ ràng với cái không gian bộ nhớ trên một cái đồ thị dày, tức là đồ thị mà có nhiều cạnh ấy, thì ta sẽ có số lượng cạnh mà nhiều thì dẫn đến là độ phức tạp của toán nó bị cao. Đấy. Và từ đó thì ta cũng nhận thấy là cái giải thuật Floyd nó sẽ phù hợp với cái bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đấy. Do đó thì tới thời điểm này ở các tỉnh nói chung các cái giải thuật mà liên quan tới đồ thị thường thi thì sẽ có là bài toán các bài toán về DFS, BFS à đấy, thầy trò mình đang còn chưa học giải thuật BFS nữa. À, giải thuật DFS này, giải thuật Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất này, giải thuật Foreman này và giải thuật Floyd. Vậy thì với ba cái giải thuật này về cơ bản đi thi cấp tỉnh và lập đội tuyển ở mức độ cơ bản là các em có thể đạt được điểm tối đa được rồi. Cái vấn đề của chúng ta là làm sao cài đặt được thành công trong giờ học lại là một câu chuyện dài. Vậy thì hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục với các cái giải thuật này và để khắc sâu được nó kỹ hơn. Thầy sẽ tốt mất này. Và ta lấy ngay cái giải thuật đi di trả của son luôn khác đây, giải thuật của nó. Khi mà các bạn quan sát ra thì ta nhận thấy với cái giải thuật Floyd của chúng ta thì tư tưởng của nó cũng khá đơn giản. Để tìm được đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh, nhiệm vụ của thầy trò mình đó chính chỉ là bước một, ta cập nhật, ta gọi là cái thao tác khởi tạo trước khi xây dựng đồ thị. Ở đây thầy đang sử dụng một cái mảng hai chiều để lưu trọng số của các cạnh, gọi là độ dài đường đi giữa đỉnh U với đỉnh V. Ban đầu thì ta sẽ khởi bây giờ đề bài là cho N đỉnh M cạnh, và bây giờ người ta với mỗi cạnh từ U đến V thì nó sẽ có trọng số là CUV. Người ta hỏi rằng đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị này là bao nhiêu, thì nếu mà người ta cho thêm đỉnh S và T thì người ta hỏi đường đi ngắn nhất từ S đến T. Nếu người ta cho đỉnh S không thì người ta hỏi đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến tất cả các đỉnh còn lại. Đấy. Vân vân mây mây. Thì từ đó thì mình sẽ có ra được các cái bài toán khác nhau. Ví dụ ta nói xong cái Floyd để tí nữa mọi người nhắm mắt các em cũng phải cốt được cái giải thuật này nhé. Tất nhiên mở mắt ra ấn F9 nó báo lỗi mịt mù. Bước 1, ta xây dựng đồ thị. Việc xây dựng đồ thị này thì tới thời điểm này thì các em đã cài đặt được cái giải thuật Foreman, nó khá dễ, theo thầy nghĩ nó khá dễ cài đặt. Ta khởi tạo độ dài các cạnh. Ban đầu bởi vì ta đang đi tìm đường đi ngắn nhất nên thầy khởi tạo trọng số đường đi giữa đỉnh U với đỉnh V ban đầu bởi một giá trị vô cùng lớn để thể hiện rằng giữa hai đỉnh này chưa có đường đi. Đấy. Nên ở đây thì thầy khai báo nó bởi giá trị là 1E9 thì phải. Bởi vì bài tập đồ thị trọng số nó cũng không lớn lắm ở mức độ thi cấp tỉnh. Các bạn có tham vọng thi cấp lập đội tuyển cấp quốc gia thì ta sẽ chọn cho cái biến INF và cái CUV này
tổng trọng số trong cái quá trình mình tính ấy, là ta khai bằng nó kiểu long long nhé. Ta gắn CU bằng 0 bởi vì đồ thị này là một đơn đồ thị có hướng, nên các cái cung của nó không có cái cung nào là quyên, nên CU bằng 0. Rồi bây giờ ta đọc dữ liệu. Đấy, quá trình đọc dữ liệu này là cái quá trình xây dựng ta thu được với mỗi bộ số UV. Với mỗi cạnh UV thì ta thu được thằng CUV là độ dài đường đi từ đỉnh U cho tới đỉnh V trên đồ thị. Nhớ nhé, CUV đóng vai trò là độ dài đường đi từ đỉnh U cho tới đỉnh V trên đồ thị. Giải thuật Floyd nó sẽ bắt đầu thực hiện như sau. Bắt đầu ta thực hiện đánh dấu rằng giữa đường đi trực tiếp từ đỉnh U đến đỉnh V là đường đi trực tiếp, nên ta thầy gắn CUV bằng V. Sau đó thầy thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các cái đỉnh trung gian. Nhìn cái đoạn code này thì ta sẽ nhận thấy rằng cái đoạn code này nó bị lặp lại là n-1 lần sau khi áp dụng cái nguyên lý tối ưu Bellman. Bởi vì nguyên lý tối ưu Bellman thì có n-1 đỉnh, à có n đỉnh thì không có chỉ có quá tối đa n-1 cạnh mà. Thì theo nguyên lý tối ưu Bellman thì ta phải thêm một vòng for nữa thì ta thu được giải thuật for Bellman. Đấy. Tí nữa ta xem lại và chắc có lẽ thầy phải show ba cái code này để mọi người so sánh giữa for Bellman, Dijkstra và thằng Floyd này nó có sự cải tiến nào nhé, nó có sự cải tiến để các em nhìn rõ hơn. Vậy thì ta nói lại ở cái điểm này để cho các bạn nào mà chưa nắm vững được thì ta sẽ nắm như sau. Nếu đây thầy đang là đỉnh số 1 gọi là đỉnh U, đỉnh số 2 là đỉnh V, đây là ông U, đây là ông V. Bây giờ thầy duyệt qua tất cả các cái đỉnh K. Đỉnh này là đỉnh K, là đỉnh số 3. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ cập nhật đường đi ngắn nhất từ đỉnh U đến đỉnh V. Mỗi thế thôi. Công việc của thầy là đang phải cập nhật đường đi ngắn nhất từ đỉnh U đến đỉnh V. Vậy thì thầy thử tất cả các cái đỉnh khác ở trong đồ thị. Đỉnh 5, đỉnh 6, đỉnh 7, đỉnh 8, đỉnh 9, đỉnh 10. Trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối ra đó. Thì cứ với mỗi đỉnh nào đó thì thầy thực hiện tìm cập nhật cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh U cho đến đỉnh trung gian này, thầy gọi nó là đỉnh K, thì nó chính là thằng CUK. Còn đường đi ngắn nhất từ đỉnh K cho đến đỉnh V đó chính là CKV. Các bạn lưu ý nhé, CKV với CVK là khác nhau bởi vì ta đang đi trên đồ thị có hướng, chiều đi ngược lại chưa chắc đã có đường đi. Đấy. Ta đi từ U cho đến K, sau đó từ K cho về về V. Thì khi đó cái thằng này chính là thằng CUK và thằng này là CKV. Nếu nếu đi theo cái đường này mà có tổng chi phí bé hơn thì ta gắn C thì ta sẽ đi theo đường đó. Vậy thì nó sẽ cập nhật đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U và đỉnh V là nó có đi qua đỉnh K. Vậy thì thầy gắn là J của C, J của UV sẽ bằng J để đi đường từ U đến V, ta sẽ đi qua đường U cho đi cho tới K. Đấy. Tới tới đây rồi thì ta sẽ thực hiện là các công việc là bây giờ đối với cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S đến đỉnh T thì các bạn chỉ việc CAO thằng CST ra là ta thu được nghiệm. Đó chính là đường đi ngắn nhất từ S đến T. Thì khi đó ta quay về giải thuật Dijkstra. À quên, giải thuật for Bellman cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T. Ta có đường đi ngắn nhất từ S tới T là thằng CST. Các bạn nhớ cái điều này nhé, CST. Như vậy là ta giải quyết được bài cái hôm trước, cái buổi đầu tiên ta học về giải thuật tìm đường đi ngắn nhất. Vậy thì sau khi code for Bellman xong, các em CAO thằng CST thì kệ. Như vậy một bài toán tìm đường đi ngắn nhất không nhất thiết phải giải thuật bằng Dijkstra. Ta hoàn toàn cài đặt được bởi for Bellman nhé. Đấy. À quên, nhầm, hoàn toàn giải thuật được bởi Floyd. Cái thứ hai để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến các đỉnh còn lại. Đấy. Thì với cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh còn lại thì mình sẽ duyệt đỉnh S, duyệt đỉnh T từ đỉnh 1 cho đến đỉnh N. Thì khi đó mình đưa ra thằng C của ST.
cái hôm trước thầy nói nhưng mà thầy chưa comment vào đây thì các bạn sẽ hơi khó hình dung đó nhá. Như vậy đây là cái thứ nhất là giải thuật cốt được và giải thuật bài for giải thuật for Bellman bởi thằng Floyd được, tức là bài hôm trước ta giải quyết bởi for Bellman thì ta hoàn toàn giải quyết được Floyd. Bài toán thứ hai là tìm giải thuật đi digit, tìm đường đi ngắn nhất từ S đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. Thì sau khi gọi Floyd xong, các bạn duyệt y chạy từ 1 cho đến n, sau đó ta đưa thằng CST ra. Đấy. Và cái bài toán thứ ba chính là cái bài toán này, bài toán Floyd chúng ta đang làm. Để bài quét gợi bài toán áp dụng giải thuật Floyd tìm đường đi ngắn nhất ở giữa mọi cặp đỉnh S và T. Vì mọi cặp đỉnh đến S và T nên ở cái đoạn phía dưới này mình mới for S và for T và mình đưa ra thằng CST là đường đi ngắn nhất. Trong cái quá trình mình chạy giải thuật Floyd thì ta thu được mảng CST lưu độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Khi đó nếu độ dài đường đi ngắn nhất của nó mà không bị thay đổi trong cái quá trình cập nhật tìm đường đi ngắn nhất thì điều đó chắc chắn rằng không tồn tại đường đi từ S cho tới T. Từ đó người ta cũng có thể đưa ra một bài toán trên một đồ thị có hướng như trên. Sau đó người ta hỏi rất nhiều các loại đường đi ngắn nhất, đường đi ngắn nhì. Sau đó người ta yêu cầu là liệt kê các đỉnh mà đỉnh này không đi đến được. Cũng tích hợp luôn chỗ này. Vậy thì các bạn lưu ý, cái đỉnh không đi đến được thì khi đó ở đây thể hiện là không có đường đi từ S tới T. Lưu ý nhé. Và còn nếu mà ở trong cái bài các bạn còn nhớ trong cái giải thuật DFS đếm liệt kê các thành phần liên thông không? Thì trong một đỉnh ta có cái bài DFS chạy hay là DFS gì ấy? DFS cao rồi này. Đếm số đỉnh mà từ đỉnh S ta có thể đi đến được các đỉnh nào trên đồ thị ấy. Thì rõ ràng một đỉnh mà nằm ở một vùng liên thông khác thì quá trình DFS nó sẽ không đến được đỉnh đấy. Thì những cái đỉnh đấy là nó sẽ nằm ngoài. Vậy thì ta hoàn toàn có thể áp dụng giải thuật DFS để tìm các đỉnh mà nó không thể đi đến được trên đồ thị bằng cách đánh dấu những cái đỉnh nằm trong cùng với vùng liên thông của nó. Đỉnh nào không cùng nằm vùng liên thông thì nó sẽ là đỉnh không đi đến được. Tất nhiên với một cao thủ khác, các em hoàn toàn cài đặt giải thuật Floyd, ta thu được CUV. Khi đó với tất cả các đỉnh mà có CST với T chạy từ 1 đến N mà có giá trị bằng INF thì đó chính là những đỉnh mà không nằm trong vùng liên thông của thằng S. Đấy. Vậy thì ta sẽ trả lời được một cái bài toán rất hay là mà ta áp dụng được ngay cả thằng Floyd nó có thể đưa ra được ngay. Như vậy thì với một bài toán đồ thị, các em có thể áp dụng những giải thuật cao siêu để giải quyết những cái bài toán trước đó. Và trong đó thằng Floyd là một trong những công cụ thầy nghĩ là đa năng, đa dạng, rất hay, dễ cài đặt. Từ đây các bạn hiểu rồi chứ nhỉ? Các bạn nắm vững rồi chứ? Trong quá trình cài đặt thì theo kinh nghiệm của thầy thì thường thì thầy hay yêu cầu các bạn học sinh xóa đi cốt lại, xóa đi cốt lại. Cốt phát chấm một phát full điểm là ok. Chấm không full điểm, xóa đi cốt lại từ đầu. Thì đến mức độ các bạn biến nó thành kỹ năng rồi thì sau này ta sẽ có thể áp dụng nó vào bài toán mới. Đi thi không bao giờ gặp một bài em hãy liệt kê tất cả các đỉnh đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T đâu, mà người ta hỏi là trong các đường đi ngắn nhất từ đỉnh trong trong giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị có bao nhiêu liệt kê tất hãy đếm số lượng các cặp đỉnh trên đồ thị sao cho tổng trọng số nó của đường đi ngắn nhất là bằng k chẳng hạn hoặc là bằng x. Vậy thì mình bắt buộc phải nghĩ để biết được mọi đường đi ngắn nhất giữa mọi số trên cặp đỉnh thì ta bắt thôi tí nữa ta sẽ sang bài đấy luôn thì ta vẫn bắt buộc phải Floyd để ta thu được mảng CUV. Thì bây giờ ta đếm trên bảng CUV mà có giá trị bằng x thì mình đưa đếm số cặp đó ra. Nếu người ta hỏi đưa ra một ví dụ thì em đưa ra một đỉnh. Đấy. Như vậy thì ở đây thì tóm lại sau khi Floyd xong ta thu được CST là số lượng đỉnh. Nếu nhóm bài thứ nhất thì ta đưa CST ra, nhóm bài thứ hai ta for thằng ta for thằng đỉnh còn lại và ta đưa ra thằng CST. Với nhóm bài thứ ba thì ta for S và for T để đưa ra được đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Đấy. Thì ở đây thầy cập nhật lại cái file. Sau đó thầy cho mình làm bài tập mới luôn. Các anh đi học các anh mang đi làm gì?
Đội hiên đồng. Mình chơi thế đâu. À lúc con thấy cậu anh nói cái con rồi, như vậy tới thời điểm này thì các bạn đã nắm được cái giải thuật của Lloyd mà thầy trò mình đã đề xuất đến. Vậy thì bây giờ ta sẽ áp dụng ngay một cái bài toán để lấy luôn cái bài toán này được không nhỉ? Bài toán này là diệt qua tất cả các đỉnh, với mỗi đỉnh ta áp dụng Lloyd, bên ta sẽ thực hiện tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Bây ta duyệt tất cả các từ với mỗi đỉnh đoạn này. Cái bài này áp dụng được Floyd không nhỉ, để thầy nghĩ lại một tí nhé. Bài này hôm trước thầy trò mình đã phân tích bằng Dijkstra rồi. Tóm lại là trên đường cái ông này ông đi từ đỉnh 1 đi đến đỉnh 5, trường ông đấy ở đấy. Ông này đi từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 6. Trường ông này ở đây. Và ông này sẽ muốn hai ông này muốn gặp nhau ở đâu đó trên đồ thị. À không phải, hai ông này đi đường đường nào mà tổng bằng hai bạn cùng lớp à. À, khác trường như vậy là không điền. Rồi, như vậy thì công việc của mình là duyệt qua, nếu mà mình áp dụng Floyd ta thu được đường đi ngắn nhất giữa mọi đỉnh này, từ đỉnh này đến tất cả các đỉnh còn lại, từ đỉnh này đến tất cả các đỉnh lại, ta thu được thằng CUV à CS. Cái thằng này thầy gọi nó là đỉnh S đi, thầy S1 đi, thằng này là thằng S2. Công việc của thầy là bây giờ đang đi tìm một cái đỉnh nào đó mà sao cho CS1 à có vẻ được à, T để bằng CS2T. Đã tìm cái đỉnh này, tóm lại là tìm trên CS1T là nó ở hàng 1 của T. À từ trở về thì mình cho y chạy một cho y chạy từ 1 đến n, nếu CS1T bằng CS2T thì đó là đỉnh. Ô bài này áp dụng bằng flow được các em ạ. Vì ta được. Rồi ta làm luôn bài này bằng flow nhé. Bài này trước đây 20 năm trước thầy cũng cốt nó bằng Dijkstra mà không ngờ bây giờ lại cốt được bằng Floyd. Vậy thì thầy cho mình sẽ cốt bằng Floyd nhé. Thầy thấy mọi người vào khá đủ rồi. Có Luật này, có Nguyễn Bật Thành này, Bạch Chiến này, Vũ Huy này, Dự này, Chu Minh này, Trường Sơn Nguyên này, cô Kiều Anh này. Rồi như vậy thì bây giờ thầy cho mình sẽ giải quyết cái bài toán đôi bạn này, bài Floyd này bằng Floyd nhé, chứ không bằng Dijkstra nữa. Thì mở ra một cái file mới để gửi lại cho các bạn cho nó tập trung. Tự nhiên nghĩ ra. Các bạn chờ đợi 1 giây nhé, thầy gửi lại cái file này cho mọi người xem cho nó rõ. Đó, thầy cho mình cài đặt một chút. Cũng là cái lúc mà để thầy cho mình ôn lại thằng Floyd để tắt bớt ta cho máy nó đỡ lag.
nhiều người ta quá chạy mát rồi nhiều lại nhiều quá ra luôn. Wee, đâu rồi nhỉ? Canal C2 online 18 tháng 10. Được chưa? Cái này thì đưa tên nó là cái gì nhỉ? Bài tập áp dụng rồi nhỉ? À, đúng rồi, hôm nay thì Thuận xin nghỉ. Rồi, ok. À, thầy vừa gửi tới các em ở trong nhóm Zalo cái bài của chúng ta đã có sẵn ở trong cái file kia rồi. Nhưng mà tuy nhiên thầy muốn gửi lại để cho mọi người cùng nhìn kỹ hơn. Nhưng, vậy thì bây giờ ta sẽ áp dụng cái bài toán này. Bài friend để nó hơi dài. Các em ở nhà thì các em cũng nên có một cái thói quen lành mạnh. Đó là thói quen đọc đề trên giấy. Do đó khi mà đọc đề trên giấy thì các em sẽ có cảm giác hoàn toàn khác hoàn toàn so với đọc đề trên bảng phần mềm. Nên khi học thì ta có những cái bài thì các em cứ chủ động in, mua lấy cái máy in in thoải mái ra dùng, chắc tầm 1 triệu cái máy in cũ hao dùng. Cái lo này sao dài thế? Rồi bây giờ cái bài toán này thì thầy cho mình quay trở lại với cái buổi hôm trước. Ở hôm trước thì cũng có một số bạn vắng thì hôm nay ta sẽ quan sát lại cái bài toán này như sau. Tóm lại là sau khi đọc đề này thì ta nhận thấy rằng là hôm nay cái hai bạn này đi muốn gặp nhau trên đồ thị. Sau đó bây giờ hai bạn này đang ở hai cái thành phố khác nhau. Đấy. Rồi xem có thấy thông tin thế nào. Đây. Bây giờ họ muốn gặp nhau ở trên đồ thị. Rồi nhỉ. Bây giờ người ta muốn gặp nhau trên đồ thị. Tuấn và Mai có thể gặp nhau trên đồ thị nếu họ đến cùng một thời điểm, tức là tổng trọng số thời gian đi từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 4 bằng tổng số bằng thời gian đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 4, nó cũng đều bằng 10. Đấy. Nhưng mà như vậy thì nếu hai ông này đi theo cái một cái đường đi nào đó mà có tổng trọng số bằng 10, như vậy có phải là ngắn nhất không nhỉ? Như vậy nó cũng không nhất thiết là ngắn nhất. À, nhưng mà hai người này muốn gặp nhau sớm nhất. Rồi. À, vậy thì qua cái sự kiện thì lên trên thì bài này thì ta có thể giải quyết được cái bài toán như sau. À, bây giờ thì bài toán là cho từ đỉnh 1. À, cái ông này ông xuất phát từ đỉnh 1. Đấy. Ông A ông sẽ thực hiện là xuất phát từ đỉnh 1. Đấy, ông đi đến một cái đỉnh số 5 là trường của ông. Ông B xuất phát từ đỉnh 2. Ông đi đến trường số 6 của ông đấy. Đồ thị nhìn như trên hình ta thấy rằng đây là một đơn đơn đồ thị vô hướng. Là một đơn đơn đồ thị vô hướng. Vậy thì rõ ràng khi ta nhập với một cạnh UV thì ta có CUV và bằng bằng CVU, đường đi của nó là như nhau. Rồi bây giờ ta sẽ nhận thấy như sau. Để hai người này gặp nhau ở một cái đỉnh mà tổng trọng số đường đi giữa đường đi từ đây đến đây và đường đi từng này và là sớm nhất thì chứng tỏ rằng
Đường đi ngắn nhất từ cái đỉnh mà ta đang xét, thầy gọi cái đỉnh này là đỉnh T. Thầy gọi cái đỉnh này là đỉnh T. Thì rõ ràng đường đi ngắn nhất từ đỉnh T, từ đỉnh S1 cho đến đỉnh T phải bằng trọng số của thằng từ đi S2 cho tới T. Nếu S1 cho tới T mà bằng S2 cho tới T thì điều đó chứng tỏ đỉnh T đó là nơi có thể gặp nhau được trên đồ thị. Đó cũng chính là cái điều kiện mà ta sẽ tìm. Ta nha, các bạn còn gợi nhớ ra rằng trong giải thuật Floyd, sau khi áp dụng giải thuật Floyd, ta thu được mảng CUV lưu trọng số đường đi giữa mọi cặp đỉnh từ đỉnh U đến đỉnh V trên đồ thị. Khi đó CS1T là đường đi ngắn nhất từ tổng trọng số đường đi ngắn nhất từ S1 cho đến T. Đây là S1 nhé. Thằng CS2T là tổng trọng số đường đi ngắn nhất từ thằng S2 đi đến thằng T. Theo điều kiện của đề bài, hai người này gặp nhau khi và chỉ khi là hai thằng này bằng nhau. Đấy. Hai thằng này bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau thì nó sẽ thỏa mãn được hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái đỉnh này nó nằm trên đường đi ngắn nhất của của mỗi người đi đến cái nơi mà họ định muốn đến. Cái thứ hai nữa là tổng trọng số tại hai thằng này bằng nhau. Trọng số đi từ S1 cho đến T bằng trọng số đi từ 2ST, tức là họ đến cùng thời điểm và nó là sớm nhất, tức là nó ngắn nhất. Vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy như sau. Ta sẽ vẫn làm một bài toán một cách bình thường. Ta sử dụng cái giải thuật Floyd để tạo ra được mảng CUV. Bây giờ công việc của mình là tìm trên mảng CUV tất cả các cặp đỉnh T mà có, bởi vì đề bài người ta cho S1 cho S2 rồi mà. S1 là đỉnh xuất phát của thằng thứ nhất, S2 đấy. Dữ kiện đề bài đây nhà anh thứ nhất là đỉnh HA, nhà anh thứ hai là đỉnh HB, chính là S1 S2 đấy. Vậy thì ta sẽ thu được cái thằng là mảng C UV, và bây giờ công việc của ta là tìm ra tất cả các cái đỉnh T. Vậy thì trên một đồ thị gồm có n đỉnh, vậy thì ta sẽ duyệt từ đỉnh 1 cho đến đỉnh T. Nếu C thằng HA của T mà bằng C thằng HB của T thì chứng tỏ rằng là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S1 cho đến đỉnh T bằng đường đi ngắn nhất từ đỉnh S2 đến đỉnh T và cùng thời điểm, nên đây chính là đỉnh mà người ta đó đưa ra. Bây giờ ta quay trở lại xem đây là bài toán đếm hay là bài toán liệt kê. Cái này bài này sao nhiều nhiều test thế nhỉ? Để đọc ra. Bài này có đường có gặp nhau hay không, có đường đi ít nhất để đến trường. Ôi, bài này làm bằng Floyd được luôn nhé. Để có được gặp nhau hay không thì trong quá trình đếm, thằng CS1T bằng CS2T mà biến đếm bằng không thì CL no, còn nếu biến đếm bằng một thì CL yes. Đấy. Thời gian ít nhất để Tuấn đến trường đó chính là CH, bởi vì ở trường ông Tuấn này ông đang ở thằng HA SA, như vậy mình CL ra thằng HA SA. Đường các nút theo giao thông thứ tự để đi qua, như vậy thì mình có thể truy vết để đưa ra đường sử dụng cái mảng chay của mình nhé, để truy vết trên sử dụng cái mảng CUV để truy vết luôn, à không phải mảng C, mảng chay chứ, để đưa đưa ra đường đi từ thằng này đến thằng này. Tương tự như vậy, mình chay từ thằng này đến thằng này thì mình sẽ đưa ra được đường đi ngắn nhất. Rồi. Thời gian ít nhất để Mai đến trường đó chính là thằng C của thằng đâu nhỉ, là thằng HB cho đến thằng SB, tức là từ S1 cho đến thằng T1. Rồi, và đưa ra đường đi. Rồi. Như vậy thì thằng Floor của mình cũng đưa ra được đường đi mà theo thứ tự xuôi luôn, không ngược. Số hiệu các nút giao thông gặp nhau, vậy thì trong quá trình mình for như thế này, các đỉnh mà thỏa mãn các input nó vào một cái queue. Đấy. Sau đó mình sell tất cả các cái đỉnh đấy ra, còn nếu không sell nó ra luôn cũng được, cái tốt nhất ta put nó vào queue tí đưa ra sau. Thời gian sớm nhất tính bằng giây, kể từ 6 giờ sáng mà hai người này có thể gặp nhau. Như vậy thì thời gian ngắn nhất bằng nhau thì hai thằng này gặp nhau thì
CS1T bằng CS2T thì chứng tỏ rằng CS1T đó chính là thời gian sớm nhất hai thằng này gặp nhau. Ôi, vậy thì qua cái phân tích một cái cách rất loằng ngoằng và vô cùng phức tạp của thầy Thành thì các bạn nhận thấy rằng bài toán này nó quá chi là dễ dàng. Thì thầy trò mình sẽ cài đặt nó luôn nhé. Để cho phía bên kia các bạn cài đặt bài toán này nhé. Để tí nữa thầy tìm cách của bài toán. Bài này là bài đường đến trường. Sở cu này. Bài này thì là tên nó bài gì nhỉ? Đến đường đến trường. Bài này thì là đây là bài đường đến trường. Nhưng mà tại sao lại không có test? Rồi, tóm lại ta cứ cốt ạ. Test này nó chỉ là vấn đề phụ. Vậy thì ở cái bài toán này thì ta sẽ nhận thấy như sau. Đề bài của chúng ta ta quay trở lại bài này các em chú ý nhé. Đề bài cho cái ông A ông ở tọa độ là S1. Ông muốn đi đến đỉnh T1 bởi vì trường của ông đấy là cái ông B, ta nói tổng quát lên nhé. Ông đang ở đỉnh S2, ông đi đến T2. Bây giờ thì ta phải trả lời vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mình đây ta phải trả lời vài câu hỏi này. Đấy. Khi có phương án để cho hai hai người này gặp nhau không? Đấy. Đưa ra các cái giá trị thu được. Vậy thì theo tư tưởng như trên thì ở một cái góc độ nào đó, cái bài toán này ta sẽ xử lý nó như sau. Thứ nhất, ta nhận thấy rằng đây là bài toán của đơn một bài toán về đơn đồ thị có trọng số dương. Đấy, trong một đồ thị đơn đồ thị có một trọng số dương. Vậy thì nếu mà ta áp dụng tư tưởng của Floyd thì ta lưu ý trong quá trình ta xây dựng đường đi từ xây dựng gọi là gì nhỉ? Cạnh CUV là trọng số thì thằng CVU cũng là trọng số. Từ đó thì ta có luôn nhận xét luôn là thằng CUV bằng CVU là cái nhận xét mà ta sẽ thay đổi trong cái thằng Floyd của mình. Rồi, vậy thì áp dụng cái giải thuật Floyd để tìm đường đi ngắn nhất đến mọi căn bình. Đấy. Đường đi ngắn nhất mọi các đỉnh trên đồ thị thì ta sẽ thu được cái mảng CUV lưu trữ và trọng số tốt nhất mình được. Tới đỉnh V với các đỉnh này chạy trong từ 1 đến N. Từ đây thì ta sẽ vừa thầy vừa mới chợt nghĩ ra rằng nếu hai ông này mà gặp hẹn nhau ở trên một đỉnh, hẹn nhau ở một đỉnh nào đó, gặp nhau được ở một đỉnh nào đó mà đường đi ngắn nhất từ mà cái đỉnh đó lại không nằm trên đường đi ngắn nhất từ S1 đến T1 thì có lẽ ta nên lấy trọng số tốt nhất của nó sẽ bằng từ thằng ta thấy gọi đỉnh ta gặp nó là đỉnh đỉnh gì bây giờ nhỉ, ta sử dụng là đỉnh Q đi chẳng hạn, giả sử ST đỉnh P đi thôi, đỉnh Q đi
Nếu hai ông này gặp nhau ở đỉnh Quy thì rõ ràng thì cái thằng C của S1 Q sẽ bằng thằng C của thằng S2Q. Đấy. Thì gọi đỉnh Q thì phát âm cho nó dễ. Nếu hai bạn gặp nhau ở đỉnh Q này, như vậy thì ở chỗ này thì sau khi áp dụng Floyd xong thì ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các đỉnh Q nằm trong phạm vi từ 1 cho tới N. Tất nhiên cái đỉnh Q thì nó hai bạn này hoàn toàn có thể gặp bởi vì khi cả hai bạn cùng xuất phát nên rõ ràng từ A ông A không thể đến nhà ông B được mà ông B cũng không thể đến nhà ông A được, bởi vì cùng đi ra khỏi nhà thì sau một khoảng thời gian thì không ai ở nhà ông đó cả nên không thể gặp nhau ở nhà ông nào. Đấy thì khi đó thì ta nhận thấy rằng là nếu Q mà khác thằng S1 và Q khác thằng S2, nói chung bây giờ ta đang xử lý trường hợp riêng trước nhé. Riêng là nếu Q khác S1 và Q khác S2 thì chứng tỏ rằng nếu cái thằng này thỏa mãn rồi thằng Q này thì đang dùng nó vào việc khác mất rồi, thằng Q mất rồi thì đẩy Q và Q vào một cái Q lưu các đỉnh thỏa mãn rồi. Như vậy ta đã xong bước, như vậy thì ở trong chương trình chính là bước một là đọc dữ liệu ở đây này, bước thứ hai ta sửa, bước thứ hai ta sẽ cập nhật sau khi gọi giải thuật Floyd xong. Đấy, sau khi áp dụng giải thuật Floyd xong thì ta thu được thằng này rồi. Bây giờ thì ta sẽ trả lời lần lượt các cái câu hỏi của bài toán. Ta sẽ lần lượt các cái trả lời các cái câu hỏi này. Đấy. Ta đẩy vào quy thỏa mãn, sau đó ta mới bắt đầu trả lời các câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất. Nhưng mà cái ông nào ra cái đề này ông hỏi ác thật, ông hỏi tất cả cái ngọn ngành của cái bài toán đồ thị. Câu hỏi thứ nhất, trả về yes hay no xem có phương án gặp nhau hay không. Thì rõ ràng trong cái quá trình mình chọn các phần tử thỏa mãn điều kiện mà có trên đường đi ngắn nhất từ đỉnh Q về S1, từ S1 về Q và từ S2 về Q mà bằng nhau, thì đẩy nó vào một cái Q chẳng hạn. Thì khi đẩy nó vào một cái Q thì thầy thu được Q hoặc vector tùy do các em dùng. Thông thường thầy hay đẩy vào Q bởi vì đẩy theo thứ tự nào thì lấy ra theo thứ tự đấy thì nó sẽ hay hơn. Các bạn nào thích set thì dùng set. Nếu dùng set thì sử dụng cái thằng order reset nhé. Vậy thì dòng dòng một ra yes hay no thì chứng tỏ rằng thằng Q này chấm empty hay không. Đấy, thằng Q này thì đặt nó là Q, đặt tên nó là Q gì bây giờ nhỉ? Mọi hôm thầy hay sử dụng biến Q, thôi đặt tên nó que đi. Đấy, cho nó ngầu. Vậy thì với cái thằng này thì mình để trả lời cho cái câu hỏi đưa ra yes no thì ta sẽ thực hiện là nếu ghi luôn ở đây. Nếu thằng que.empty nếu nó rỗng thì thông báo ra là no. Ngược lại thì thực hiện các cái công việc này. Việc đầu tiên là ta thông báo nhất chưa đã. Thế thì các bạn lưu ý trong đề bài nó có chữ nhất đâu là những cái chữ mà các bạn khi làm bài thi rất dễ bị không điểm. Bởi lẽ trong bài thi thì chữ nhất đâu nó là thể hiện chữ in thường hay chữ in hoa, hoặc là nó in hoa mỗi ký tự đầu tiên. Ví dụ như ở bài toán này thì chữ nhiết và chữ nâu của nó là chữ in hoa rất rất rõ ràng, tác giả người ta đã để rất rõ ràng. Vậy thì các bạn vừa nghe giảng vừa code luôn nhé. Ngược lại thì ta thông báo nhiết, như vậy là có đường đi, từ là có một cái đỉnh mà hai ông này có thể gặp nhau được. Rồi bây giờ ta bắt đầu trả lời câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ hai là chi phí thời gian ít nhất để Tuấn tới trường. Vậy thì tới đây thầy phải gấp lại cái đồ thị này để mọi người cùng nhìn thấy. Khi nãy ta phân tích thì ta thiếu mất một chút, đó là trong trường hợp hai người này gặp nhau ở một đỉnh Q mà đỉnh Q đó lại không nằm trên đường đi ngắn nhất từ nhà đến trường thì làm sao? Vậy thì ta sẽ quan sát cái đồ thị như thế này. À, giả sử trường của ông này là đang nằm ở đỉnh 6. Quên thầy ấn nhầm cửa sổ trang. Các bạn nhìn nhé. Cái ông số 2 này này, ông đi nhà trường của ông là đỉnh 6 cơ. Mực thông thường ông ấy đi từ nhà đến trường ông sẽ đi qua cạnh 5 và cạnh 15 tổng bằng 20. Nhưng hôm nay do hẹn hò với bạn nên ông sẽ gặp nhau ở đỉnh 4. Nên ông đi về đỉnh này tổng của nó tại thời điểm này nó sẽ là 25. Như vậy thì nó không nằm trên đường đi ngắn nhất từ nhà đến trường nhé. Như vậy nếu ông này đã lỡ gặp bạn rồi thì mà người ta hỏi cái đường đi ngắn nhất để đi về tới tới cái đỉnh này là đỉnh nào, thì rõ ràng nhìn trên đồ thị các bạn nhận thấy rằng cái đường đi ngắn nhất của ông này thì ta sẽ đi từ đây về đây, là đây chính là đỉnh Q ta đang gặp rồi. Và để đường đi ngắn nhất của mình về tới cái trường của ông này là ông T2, thì đó chính là thằng C của Q T2 cộng với cái trọng số của thằng này là thằng C của S2 với Q cộng với thằng này. Như vậy thì ta nhận thấy rằng cái thằng Floyd nó rất hay là sau khi áp dụng Floyd xong nó thu được tổng trọng số đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Do đó để đi được từ S2 cho đến T2 mà bắt buộc phải đi qua đỉnh Q ấy, thì nó sẽ lấy min của thằng này cộng với min của thằng này thì nó sẽ thu được là cách đi ngắn nhất khi đi qua đỉnh Q. Và từ đó người ta sẽ biến thể thành rất nhiều bài toán. Và đỉnh Q được phép đi qua hay không đi qua đấy. Rồi vậy từ như cái phân tích lòng vòng của thầy Thành vừa rồi thì ta nhận thấy nó bắt đầu rối tinh rối mù rồi. Vậy thì ta sẽ code trực tiếp vào đây luôn nhé. Thì thông báo nhất, vậy chi phí thời gian ít nhất để Tuấn đến trường. Tuấn đến trường ông này đang ở đỉnh HA. Vậy thì thầy gọi thầy CL ra cái chi phí lớn nhất của ông này đến trường đó chính là C của ông này đang đỉnh ông này đang thầy đang sử dụng là bit S1 đúng không? Ông này đang ở đỉnh S1 ở trong input của đề bài đó chính là thằng Hara. Ông đấy muốn đi đến trường là thằng School. Thế kia tên biến đó là cái gì nhỉ? Là SA. Đây là nhà house. S là school đấy, là ngôi nhà. Rồi tóm lại ở đây là ông đi đến trường thầy gọi nó là đỉnh T1. Đấy. Nhưng mà rõ ràng thì từ C1 đến T1 thì không phải vì C2 đến T2 cũng không phải là đường này. Vậy thì đường đi ngắn nhất của ông này khi gặp thì chứng tỏ ông sẽ phải đi qua đỉnh Q. Vậy thì nó sẽ là phải là C1Q. Đấy. Cộng với C của thằng Q với thằng T1. Đấy. Từ đây các bạn nhận thấy rằng khi mà hai người này gặp nhau trên một đỉnh mà nó không nằm trên đường đi ngắn nhất của một người nào đó để đi đến trường. Ví dụ ông này, ông đi đến trường thông thường là ông đi qua 136. Nhưng hôm nay ông gặp nhau ở 4. Vậy thì đường đi ngắn nhất tới thì đi theo cách này nó sẽ bằng là thằng này cộng với thằng này đấy đúng không? Cái thằng này ở đây trông thế thôi, ở giữa nó có thể có vài đỉnh trung gian nữa, nhưng ta nói chung nó thằng Floyd đã cho ta một cái C46 là tổng đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 6 rồi, hay nói khác từ đỉnh Q cho đến đỉnh T1 đấy. Thằng Floyd bắt đầu thấy phát huy sức mạnh nhờ, đỡ phải mất công cứ mỗi lần như này mà đi diễn tra lại thì coi như toi. Rồi cái như vậy thì ta đã trả lời được cái câu thứ nhất là thời gian ít nhất để Tuấn đi từ nhà đến trường là thằng này. Ta ghi luôn câu trả lời thằng này. Được chưa? Các nút giao thông theo thứ tự mà Tuấn đi qua. Như vậy thì ta sử dụng là đưa đường đi từ đỉnh S1 tới
quy ra, sau đó ta lại đưa từ s từ quy cho tới t1 ra. Vậy thì ta có dựa trên mảng chây mình đã có nhé. Đấy, dựa trên mảng chây đã có. Vậy thì ta sẽ đưa cái đường này. Lưu ý rằng ta không chây trực tiếp nhé. Nếu mà các bạn đưa ra thằng chây từ thằng S1 đến T1 là tèo ngay. Bởi vì nếu mà ta gọi chây từ S2 đến T2 ấy, thì nó sẽ đưa ra thằng này. Đấy. Mà các em phải chây từ thằng này đến cái thằng Q. Sau đó từ thằng Q em lại chây về thằng này. Thì nó sẽ đưa ra được cái đường mà nó đã đi qua cái đỉnh đã gặp. Rồi, đó là câu trả lời thứ hai. Câu thứ thời gian ít nhất để mai đến trường. Tương tự như vậy. Thời gian ít nhất để mai đến trường. Đó chính là thằng là CS2. Ông Mai ông đang ở đỉnh 2, ông đi qua đỉnh Q. Sau đó sau khi gặp nhau xong tạm biệt thì họ lại gặp nhau ở trường của ai người ấy đi, họ gặp nhau ở đỉnh trường thứ hai, đi từ Q về trường thứ hai, nó đi từ 4 về 6. Tiếp. Dòng 5 ghi các nút giao thông theo thứ tự mà Mai đi qua. Tương tự như vậy. Đây, đây, có lại. Các nút giao thông thứ tự Mai thời gian đi đây nhỉ, thời gian ít nhất để Tuấn này, các nút giao thông theo thứ tự Tuấn đi qua này, rồi thời gian ít nhất để Mai đến trường này, các nút giao thông theo thứ Mai đi qua. Để kéo nhầm, kéo lên đây rồi. Bởi vì Mai đang ở đỉnh S2 nên vì họ đã gặp nhau ở Q rồi nên ta sẽ phải chây chê từ thằng S2 cho tới thằng Q. Đấy. Sau đó từ Q ta đi đến thằng T2. Đấy. Ta vẫn sử dụng mảng chây cho bình thường. Tiếp. Dòng thứ ba ghi số hiệu nút giao thông mà hai bạn gặp nhau. Số hiệu các nút giao thông mà hai bạn gặp nhau thì ở đây thì ta nhận thấy như thế này. Do trên đồ thị của mình có thể có nhiều nút mà hai người này có thể gặp nhau. Tuy nhiên ở trong bài toán này ta nhận thấy số hiệu nút giao thông mà hai người này gặp nhau có thể chỉ đơn giản là một đỉnh. Ví dụ như trên đồ thị này người ta cho là một test. Bởi vì nó là một test nên chắc chắn rằng các cái đường đi ở trước đó mình đưa ra là duy nhất. Đấy. Do đó cái việc đưa ra các cái đỉnh quy này ta hoàn toàn đưa ra được một trong các cái đường cái đỉnh quy mà có đường đi mà có tổng trọng số mà là tốt nhất. Tuy nhiên với cái bài toán cụ thể ở đây người ta yêu cầu đưa ra số hiệu nút giao thông mà hai bạn gặp nhau thì khi đó ta đưa cái giá trị đang lưu ở thằng que ra. Đấy. Lưu ở thằng quy ra. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là trong một cái đồ thị mà có nhiều nghiệm mà có nhiều đỉnh gặp nhau được thì cái EQ này nó chứa rất nhiều các cái đỉnh quy mà thu được. Nhưng với cái bộ test của bài toán này nó chỉ có một đỉnh mà có thể gặp lại thôi. Nó chỉ có một đỉnh. Nó có một đỉnh thì để đảm bảo cho rằng cái nghiệm bên trên này là duy nhất. Đấy. Bởi vì với họ hẹn nhau ở các đỉnh quy khác nhau thì tổng đường đi ngắn nhất từ đỉnh này đến đỉnh kia nó sẽ khác nhau khi đi qua đỉnh quy. Và cuối cùng, thời gian sớm nhất tính bằng giây mà để họ có thể gặp nhau. Thì rõ ràng hai người này gặp nhau thì khi đó thằng CS1Q và bằng CS2Q thì khi đó CS1Q và CS2Q đó chính là nghiệm của bài. Đấy. Đấy, cái này thì không chụp được lại về một trang này để cho nó sang trang sau, cho nó về một trang này. Đấy, hoàn toàn có thể được vào một trang. Đấy.
Như vậy thì tới thời điểm này lớp ta các bạn đã hình dung được rằng ta có thể áp dụng giải thuật Floyd để giải quyết bài toán trên một cách trọn vẹn. Về ta đã thu được một cái sau các bạn chờ đợi một giây trả lời tin nhắn nhé. Rồi các bạn xem qua giải thuật sau đó có hỏi vấn đề gì thì hỏi thầy luôn nhé. Đây, ok. Rồi. Rồi bây giờ cả nhà hãy comment cho thầy biết là trong cái đoạn code bên trên, trong cái đoạn hướng dẫn thuật toán bên trên có chỗ nào các bạn đang còn phân vân. Cho trong 1 phút giải đáp. Rồi, ta tiếp tục nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang cái giai đoạn khó khăn nhất, đó là giai đoạn cài đặt thuật toán theo cái thầy trò mình vừa phân tích. Vậy thì qua vừa phân tích như trên thì ta nhận thấy ta bắt đầu cải tiến do cái quỹ thời gian cũng không nhiều, ta phải tiết kiệm đi một chút. Vậy thì ta sẽ vừa rồi thầy trò mình đã phân tích được cái giải thuật Floyd. Bước 1, đọc dữ liệu. Vậy thì đọc dữ liệu thì ta khởi tạo là CUV cũng giống như CVU. À, nó là không có đường đi. Vậy thì xây dựng đồ thị thì sau khi xây nó bằng vào một cái giá trị x. Đấy. Thì ta gắn CUV. Bằng giá trị x và CV VU cũng bằng giá trị x. Bởi vì đồ thị của mình là đồ thị vô hướng. Đấy, đây ta khai báo thêm bằng x nhé. Và thử kiểm tra xem có lỗi gì không. Sửa phát lại báo lỗi mịn mù rồi, chưa có lỗi. Chưa có lỗi. Sau đó thầy cho mình áp dụng giải thuật Floyd theo ý tưởng của đề bài. Ở trong ý tưởng của mình là sau khi mình gắn CUV và CVU bằng cái giá trị x rồi, ta áp dụng Floyd để thu được mảng CUV rồi. Bây giờ ta ghi là nếu hai bạn gặp nhau thì CS1 à quên, dữ liệu đề bài input đang còn thiếu, xin lỗi bà con. Input để vào đầu tiên chứa MN. Các dòng tiếp theo chứa S1, T1, S2, T2. À, như vậy sau khi nhập MN xong, thầy cho mình nhập vào S1, T1, đó là trường.
nhà đi đi từ nhà là S1 đến trường là T1. Không biết là trên cùng một dòng hay khác dòng nhỉ? S1, T1, S2, T2 nó nằm trên cùng một dòng có bốn số. Ta quên rồi. Làm đi làm lại trường. Này, đường đi từ A có từ B, B như A và đồ thị này có, nó nằm trong cùng một vùng liên thông. À, tốt quá. Chắc chắn như vậy nó không cần phải xử lý trường hợp vô nghiệm. Rồi, như vậy ta chạy phát. À, quên, các biến này chưa khai báo. S1, T1, S2, T2. Đấy, ta làm đến đâu cố gắng sửa đúng luôn tới đó. Giờ mà trên cái đồ thị của mình, trong giải thưởng Floyd của mình hôm trước, trên đồ thị này thầy đang thể lấy luôn cái test này thì cho chắc. Rồi mở là mở đấy sẽ đi rồi trọng số. Rồi, tới thời điểm này vẫn chưa bị lặp vô hạn, vậy tại thời điểm tao vẫn sửa là ngon rồi nhé. Đấy, vậy nó đang cập nhật các loại đường đi ngắn nhất theo giải thuật Floyd của mình có rồi này. Rồi sau khi ta xây dựng xong rồi thì ta sang bước kế tiếp, bắt đầu ta áp dụng giải thuật Floyd. Giải thuật Floyd khởi, bạn chờ thầy tí nhé. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp các cái công việc tính nhé. Khởi tạo đường đi từ U đến V, chây U V bằng V, chây V U bằng U nữa. Bên nó có bị lặp vô hạn không? Thầy 10 lần cốt. Đây là mic. Rồi. Chưa, đây là Chưa. À. À, tiếp tục nhé. À, rồi bây giờ thầy cho mình áp dụng giải thuật Floyd, ta sẽ thực hiện là vượt qua tất cả các đỉnh giữa,
sau đó duyệt qua hai đỉnh hai đầu. Nếu đường đi qua đỉnh giữa mà tốt hơn thì cập nhật trọng số đấy, và lưu rằng là đường đi từ đỉnh này đến đỉnh này thông qua đỉnh này. Vậy thế thôi. Rồi, cái chỗ này mới có chắc chắn lắm. Rồi ta cứ ẩn ở đi. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện thôi, cái đoạn for viết này ta bỏ đi nhé. Cái đoạn CST này lại chỗ đường đi đường nhất ta bỏ hết nhé, bỏ hết cái đoạn này đi. Rồi tóm lại là sau khi giải áp dụng giải thuật Floyd xong, ta thu được mảng CUV và mảng chênh. Rồi bây giờ thầy cho mình bắt đầu vừa mới trả lời lần lượt từng câu hỏi theo đề bài. Đấy, đúng rồi nhỉ. Cái thứ nhất đây, nếu CS1Q bằng CS2Q thì vậy vậy thì công việc của mình là sẽ phải thực hiện for qua tất cả các đỉnh nếu hai vật cặp nhau ở đỉnh Q như này. Đây, duyệt qua tất cả các đỉnh nếu biểu thức điều kiện này thỏa mãn thì đẩy Q vào Q. Được rồi. Nếu thằng CS1Q bằng CS2Q thì điều đó chứng tỏ rằng đường hai người này đến cùng một điểm Q, đi đến được Q và tổng thời gian đi đến là bằng nhau tính từ thời điểm xuất phát. Thì như vậy đây là một điểm thỏa mãn. Vậy thì thầy sử dụng một cái que chấm push cái đàn Q này vào. Ở đây thầy khai báo một cái view là tên nó là que cho nó, bởi vì các biến mọi hôm thầy hay sử dụng biến quy, nhưng mà biến quy hôm nay lỡ dùng vào việc khác mất rồi. Vậy thì thầy put ra thằng quy này vào. Sau khi put quy xong thì ta nhận thấy rằng nếu quy mà rỗng, thì điều đó chứng tỏ rằng là không có thằng nào. Đấy. Đấy, ngược lại thì ta mới thực hiện một số yêu cầu của bài toán. Và ta thực hiện yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất là nếu quy rỗng thì thông báo đâu, ngược lại thì thông báo nhiếp. Ngược lại thông báo nhiếp. Bạn nhớ thận trọng với chữ nhiếp và chữ đâu in hoa nhé. Thêm tham số nline cho nó ngầu. Các bạn sử dụng các phím di chuyển home end để di chuyển từ đầu dòng đến cuối dòng để thao tác cho nhanh. Thực tế thầy cô cũng không thể nhanh bằng các em được. Ghi thời gian ít nhất để Tuấn đi từ nhà đến trường. Vậy thì ta xem ra thằng này. Rồi. Thêm thằng endline. Ý thằng truy vết mà dài lòng quá ta bỏ qua. Ghi ra các nút giao thông mà có thể đưa đi ra được. Chỗ này thầy sập sọc ở đây các bạn hôn nha. Ở đây có dấu tiếng Việt cái nó báo lỗi ngay, nó bội vào lỗi biên dịch ngay. Ghi ra thời gian ít nhất để ông này đến trường. Ông này đi đến trường thì kiểu gì ông này cũng phải cũng đi qua đỉnh Q đấy, và khi đi qua đỉnh Q thì ông này đi đến trường là đường này. Tiếp. Dòng kế tiếp nữa là đưa đưa đường đi ra. Rồi ta lại truy vết. Để tránh này làm ngoằng mất thời gian thì chỗ truy vết ta lại tự truy vết sau nhé. Thầy cho mình sẽ xử lý sau. Đầu tiên là phải đưa ra được các cái trọng số quan trọng nhất trên bài toán tìm đường đi ngắn nhất trước. Ghi ra số hiệu nút giao thông mà hai người này gặp nhau. Vậy thì ta xe ra thằng que chấm ron.
là bởi cái thằng ở trên đấy. Còn nếu ở đây thì nếu mà ở trong thằng queue này mà nó có nhiều phần tử thỏa mãn thì mình có thể như thế này. Để chừng nào thằng que mà nó không rỗng thì ta thực hiện là xeo cái thằng cron của nó ra và pop nó ra. Pop trong queue thì ta loại bỏ phần tử ở trên đỉnh của queue đi. Đấy, thì ở đây là ta đưa các phần tử thỏa mãn ra. Đưa các quy thỏa mãn ra. Ở trong bài toán bộ test của mình thì nó chỉ có mỗi một đỉnh quy thỏa mãn thôi. Nên khi nãy thầy mới cứ xeo thằng quy chấm vào ra. Rồi tới đây thì ta đã đưa được thằng quy rồi. Ta làm tiếp thằng kế tiếp nữa. Thời gian sớm nhất tính bằng giây. Tức là thầy đưa ra cái thằng CN1Q. Tại thời điểm này thì thằng quy của mình nó chính là cái thằng nằm ở trong front. Như vậy ở đây sau khi thì phải sửa lại bởi vì duyệt qua tất cả các quả quy thì, nếu que chấm mẹ cái này là phải que về quy que chấm mẹ đâu tức là thì về ta gắn thằng quy bằng quay chấm vào đấy, vì cái thằng đó chính là cái đỉnh mà hai ông này có thể gặp lại gặp nhau được thì khi đó mới có cái thằng này. Đấy, vì tại thời điểm này thằng quy chưa có. Rồi, đưa ra các cái đỉnh đưa cái thằng này ra. Rồi xem còn chỗ nào nhé. Đấy, tới như thế là hết rồi. Đấy, vấn đề chạy được hay không là câu chuyện khác. Đấy, ta thử chạy chương trình cái xem là có báo lỗi gì không. Báo gì này? À, ui. Thằng Q thì nó nằm trong thư viện Q rồi. Quên mất cái ta có bằng C thường, trời ơi. Cái này mình copy từ trong Word ra, nó là C in hoa. Ủa, rồi, về ta xem cái file out của mình, cái file out của đề bài nó có thu được cái gì. Đấy, nó thông báo là nhiết này, nó thu được 25 này, nó thu được 30 này, nó thu được đỉnh 4 là đỉnh đi đến này, đỉnh 5 cũng đỉnh 5 này là gì nhỉ? Nó thu được thằng 10 này. Như vậy nó có thể gặp nhau ở đỉnh 5 à? Đỉnh 5 có thể gặp nhau được không nhỉ? Đỉnh 5 gặp nhau kiểu gì rồi? Tổng bằng 20. Nhưng mà thấy thằng kia. Nếu mà nó gặp nhau ở đỉnh 5 thì đúng thật là nếu mà nó gặp nhau ở đỉnh 5 tổng đi từ 1 cho đến 4 đi đến 5. Đúng là nó vẫn bằng 20 các em ạ. Nó đi ca nên nếu mà nó gặp nhau ở đỉnh 5 này thì hơi 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 ác liệt nhỉ. Thằng 1 này nhá, nó đi qua 4 nhá. Nó về đây tổng bằng 30. Thằng 2 này nhá, nó đi qua 3 nhá, đi qua 4 nó tổng về bằng 20. Khi đó đường đi đi về của nó bởi vì cái cạnh này nó đi rồi thì làm sao nó đi về cái thằng C6.
Đấy, nhưng mà thằng C56 này của mình nó C56 tại thời điểm này nó bằng 35, tại sao nó đi về đây được nhỉ? Như vậy thì cái trường hợp này thì mình đưa cái trường hợp này thì có lẽ test của nó chỉ có một nghiệm thôi. Nên cái chỗ Q này ta sửa lại một chút bà con nhé. Nó đưa ra được trọng số rồi. Đây, chỗ thằng này. Ta chỉ đưa ra mỗi cái thằng queo này thôi. Mình lấy mỗi thằng trên top thôi. Còn cái trường hợp kia thì mình cũng chưa biết cách xử lý khi nó gặp một cái đỉnh mà không, cái đỉnh đấy là các cạnh đã đi qua rồi thì nó hơi phức tạp. Rồi nó đưa ra 4. À, như vậy thì trọng số tại thời điểm này nó đã đưa ra được các cái trọng số mà mình đưa ra. Còn tí nữa còn phần truy vết là nhiệm vụ của các bạn nhé. Đấy. Vậy thì nó đưa ra được 25 này, 30 này, đây, 25 này, 30 này, 4 và 10 là các cái đường đi này. Như vậy thì từ một cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất của một đỉnh mà bây giờ ta lại chuyển sang một bài toán tìm đường đi giữa ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh, và ta nhận thấy rằng giải thuật của ta chạy rất nhanh, ta chỉ mất ô n mũ 3 cho cái việc đếm áp dụng giải thuật Floyd để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh. Sau đó cái việc kế thừa các cái kết quả có được nó chủ yếu sử dụng vào cái thằng CUV. Mọi cái kết quả kế thừa nó nằm ở trong thằng CUV. Đấy. Và với mỗi thằng CUV thì ta thu được với các bài toán khác nhau thì nó sẽ kiểm tra xem nó có khác không. Đấy. Và hy vọng là các bạn sẽ cài đặt được cái giải thuật này một cách thành công nhé. Cái phần truy vết nữa nó hơi lòng vòng thì các bạn đưa ra giải thuật truy vết theo giải thuật Floyd nhé. Đấy, như vậy trên đây thì thầy đã chia sẻ với các bạn là cái giải thuật để làm bài toán đường đến trường bởi áp dụng giải thuật Floyd. Và sau khi áp dụng giải thuật Floyd thì ta thấy rằng rõ ràng bài toán này nó thuận lợi hơn so với bài toán ta áp dụng Dijkstra. Áp dụng nó thuận lợi hơn nhiều. Đấy. Và việc cài đặt nó cũng khá nhẹ nhàng hơn bởi vì giải thuật Floyd code có mấy dòng là xong. Sau đó ta thu được cái mảng C. Và sau đó ta dựa vào cái tính chất của cái đồ thị mà ta đưa đưa ra được những cái nhận xét như để đi đường đi ngắn nhất từ S cho đến T, S1 đến T1, từ S2 đến T2 mà bắt buộc phải đi qua một đỉnh nào đó thì nó sẽ tổng trọng số của nó sẽ bằng đường đi, giả sử thầy gọi nó là bằng Q, thì khi đó đường đi ngắn nhất đi qua từ S đến S1 đến T1 mà thông qua Q sẽ bằng là S1Q cộng với Q T1. Đấy, nó nằm ở tổng trọng số đường đi ngắn nhất như thế. Vậy từ cái bài toán này thì người ta có thể mở rộng thành nhiều bài toán khác nữa. Và các em đều có cái tư tưởng của chúng ta là tư tưởng tìm đường đi ngắn nhất. Để xem cái bài vé xe này có thể áp dụng bằng Floyd không? Bài này bài ông này ông đi từ đỉnh 1 cho đi đi đến đỉnh N, bài này nhạt quá. Bài này chính là bài Floyd cơ bản thôi mà không áp dụng for đỉnh ET. Bài này tao cũng hoàn toàn có thể áp dụng được với Floyd, nhưng mà có trường hợp áp dụng vé miễn phí nữa. Khoai nhỉ, bởi vì khi áp dụng Floyd thì ta thu được tổng đường đi ngắn nhất. Thôi, có lẽ bài này áp dụng đi tra bình thường nên cho nó dễ. Rồi, như vậy thì trên đây thầy trò mình vừa giải quyết được cái bài toán rất hay là bài toán tìm đường đi ngắn nhất với giải thuật Floyd. Đấy. Vậy thì một lần nữa thì ta cũng khắc ghi ra được một cái tiêu chí rất hay cho cái giải thuật Floyd. Đó là sau khi áp dụng xong giải thuật Floyd thì ta thu được mảng CUV. Hãy lưu ý và thận trọng cho cái bài cho đồ thị của mình là đơn đồ thị vô hướng. Hay đơn đồ thị có hướng,
với đơn đồ thị có hướng và đơn đồ thị vô hướng thì nó sẽ ra hai cái khác nhau. Khi các bạn chạy test đề bài xong, các em nên thay đổi trọng số của cạnh trên đồ thị để tìm ra được các kết quả khác và chứng minh được rằng trên giấy nó đúng và trên output nó đúng nhé. Rồi, như vậy thì bài toán này thì ta có thể biến thể thành bài toán gì nữa nhỉ? Để cái bài toán flow cơ bản. Nếu bài toán flow cơ bản thì biến thể nó thành một bài toán mới. Để các bạn nghĩ là xem nếu vừa được đóng vai trò một người ra đề thì người ta sẽ làm gì? Với một người ra đề thì ít khi, tất nhiên trừ những trường hợp mà người ra đề mà người ta không thể nghĩ ra được bài toán mới, thì người ta thường sẽ sao chép một cái đề ở đâu đó xong người ta gửi tới cho các em làm. Nhưng với các ba người ra đề mà có ớ đây rồi. Rồi bây giờ ta sẽ mở rộng về về cái bài toán. Vừa rồi thì qua cái bài đường đến trường thì ta mới nhận ra rằng rõ ràng với cái bài toán đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T thì nó là một cái đường đi tốt nhất rồi. Nhưng nếu phải bắt buộc đi qua một số đỉnh thì cái đường đi của nó cũng sẽ phải khác đi. Vậy thì bây giờ với một cái bài toán đồ thị bình thường, ta cho một cái đồ thị có hướng có n đỉnh m cung. M cung tức là cung có hướng. Bây giờ người ta thực hiện tìm đường đi ngắn nhất từ một cái đỉnh này đến đỉnh khác và bắt buộc phải đi qua các cái đỉnh trung gian này. Ta biến thể luôn thành bài toán nhé. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S tới đỉnh T trên đồ thị đã cho mà phải đi qua các cái đỉnh mà bắt buộc. Bên thầy chưa gia hạn thời gian. Các bạn hôm nay ta muộn một tí nhé. À, vẫn còn đủ thời gian này. Nên không lại cho mình. Bây giờ ta cho một bài toán là tìm đường đi ngắn nhất đi qua đỉnh tập. Đi qua đỉnh Q nào. Đề bài là cho một đơn đồ thị có hướng gồm n đỉnh và m cung. Bây giờ James cần tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T cho trên đồ thị đã cho mà bắt buộc phải đi qua các đỉnh B1, B2, BK, có thể là không theo thứ tự nhé. Đấy. Thì như vậy thì từ đây thì các bạn nhận thấy ngay là bài này. Bài đường đi. Gọi nó là bài flow 2 đi. Đấy, đây cách người ra đề người ta sẽ làm này. Lấy từ một bài và một bài toán giải thuật toán cơ bản thêm điều kiện vào bài toán thì ta thu được bài toán mới mà chưa từng trước đây đã có chưa từng có. Bởi vì theo một nguyên tắc khi đi ra đề đó là bài đề thi không được xuất hiện trong bất cứ kỳ thi nào trước đó, thì khi đó đó mới là một đề thi hay.
còn đề thi mà được chế biến từ một cái đề thi khác thì nó là một đề thi bình thường. Bây giờ cho một cái đơn đồ thị có hướng gồm n đỉnh m. Bây giờ trên ta cần tìm đường đi đấy, vậy thì hoặc là bắt buộc đi qua các đỉnh này theo thứ tự đấy. Vậy thì bây giờ tập này thì thầy cho có một đỉnh, có hai đỉnh đấy. Rồi bây giờ thầy thêm cái sẽ output của thầy. Ta có k bằng 1. K bằng 2 thì qua một đỉnh và đi qua hai đỉnh. Vậy thì nó sẽ thành hai bài toán khác nhau luôn. Đi qua một đỉnh như vậy thì so với đồ thị khi nêu chính là cái bài toán cái này bài đường đến trường có quy vậy. Nó đi qua đỉnh số 4 đấy. K bằng 2 là nó đi qua đỉnh có đi bắt buộc phải đi qua hai đỉnh. Vậy thì từ cái bài toán đấy thì ta nhận thấy rằng đồ thị gồm có m, n cung và k. Rồi. Xong đó cái dòng thứ hai ghi k số nguyên dương là các đỉnh bắt buộc đi qua. K số nguyên dương BI là bắt buộc đi qua. Mở dòng tiếp theo chứa các cạnh có thể hiện trọng số. Bây giờ người ta yêu cầu tìm độ dài đường đi ngắn nhất mà Jim tìm được. Đấy. Nếu mà người ta yêu cầu tìm liệt kê đường đi, người ta yêu cầu đường đi. Bài tên này đặt tên là Floyd 2QS. Vậy thì ta có đây cái đồ thị này hơi dày, đồ thị này. Bây giờ đồ thị này nó lại không có cái đỉnh nào mà hai thằng này cùng đi qua. À đúng rồi, thằng từ viết thì thay đổi trọng số một chút để các bạn mình đấy là đây thằng này đi từ này đi đến đây nó đi đến thằng này đấy, thì nó sẽ đi từ 1 đến 5 qua thằng này thì nó bắt buộc phải qua thằng 4. Rồi tổng trọng số thu được là 4 cộng 10 cộng 5 bằng 19. Hoặc là nó sẽ đi đường này. Nó đi đường này. Nó đi đường này. Nó qua thằng 4. Tổng trọng số bằng 17. Cũng là phải đáp án hay. Rồi sau sau khi đây là thầy đang chọn một cái đỉnh nó đi qua. Đỉnh số 4 đi. K bằng 1. Và để nó bắt buộc phải đi qua đỉnh số 4. Và ông này ông đi qua đường đi số nguyên S, T và K. Trong đó S là đỉnh xuất phát, là đỉnh số 1, đi đến đỉnh số 5 và K bằng 1. Ông này bắt buộc phải đi qua đỉnh số 4. Thì hỏi đường đi qua ngắn nhất là đường nào? Chắc nó vẫn ra là 17 thôi. Nếu mà bắt buộc phải đi qua đỉnh số 6, bắt buộc phải đi qua đỉnh số 8. Người ta bắt buộc đi qua đỉnh số 8 thì tổng của nó cũng sẽ là bằng 17. Bắt buộc đi qua đỉnh 8 ấy. Đây, qua chỉ là 2. Thì cái này nó đưa ra là 17. 4, 2, 3, 17. Và cái đường đi nếu có là nó sẽ đi qua là 1 7 8 5. Đấy, vậy thì với cái bài toán trên thì ta nhận thấy rằng là thôi để thầy copy lại cái bài toán này. Gửi đấy các bạn để các bạn cái bài này có thể ra làm bài tập về nhà cho mọi người làm. Bây giờ cho một đơn đồ thị gồm có n đỉnh m cung, Jim cần tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T mà sao cho bắt buộc phải đi qua các cái tập đỉnh này. Để dữ liệu vào thì có tập số nguyên dương n và m cung và các đỉnh xuất phát, đỉnh kết thúc và k là số lượng đỉnh bắt buộc phải đi qua. Ở dòng 2 ghi số nguyên dương k là ghi dòng 2 ghi k số nguyên dương
ghi các giá trị BI ở đây K bằng 1, nó có mỗi một đỉnh số 8 thôi, là bắt buộc phải đi qua. Mỗi dòng tiếp theo chứa các số nguyên dương là thể hiện là độ dài trọng số. Kết quả là độ dài đường đi ngắn nhất mà tìm được với cái điều kiện là bắt buộc phải đi qua các cái đỉnh này. Ở đây thì thầy thấy là đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 5 có hai đường. Đường 4, 2, 6, 5, đường thứ hai là 3, 2, 12. Trọng số, tổng trọng số của nó sẽ đều là bằng 17. Nhưng cái đường phía dưới nó bắt buộc phải đi qua đỉnh 8 nên nó sẽ đưa ra được cái đường phía dưới. Đấy. Vậy thì ở đây thì ta phân tích còn một chút thời gian để thầy cho mình phân tích nhé. Để các bạn cùng quan sát nhé. Hơi muộn một tí nhưng mà. Với sắp tác 1, K bằng 1, ta sợ nhất khi làm đề đồ thị mà nó lại còn chia theo sắp tác nữa. Bài tập đồ thị làm đã khó rồi còn chia sắp tác thì làm sao mà làm được. Nhưng thực tế thì các bạn nhận thấy như sau. Trên một bài toán như thế này, khi người ta cho K bằng 1, thì khi đọc đề mình mới hiểu ra, hóa ra bài này là tìm một cái đường đi mà bắt buộc đi qua một đỉnh. Đấy, tìm đường đi ngắn nhất bắt buộc đi qua một đỉnh. Vậy thì từ cái nhận xét đấy thì ta sẽ chia ra nó thành hai cái bài toán khác nhau. Đấy. Cái bài toán thứ nhất là cái bài toán nếu K bằng 1. Đấy. Nếu K bằng 1 thì ta bài toán là tìm đường đi ngắn nhất từ S cho tới cái đỉnh B. B1. Thầy gọi nó là đỉnh Q đi. Thầy gọi nó là đỉnh B. Vì thì B này nó chỉ có mỗi một phần tử này. Và tìm đường đi ngắn nhất từ thằng B1 cho tới thằng T. Đấy. Khi đó tổng trọng số của hai đường đi này là kết quả của bài toán. Đấy. Được chưa? Trong đề bài này thì ta sẽ giải quyết được bài toán theo lần lượt các bước. Bước 1 thì ta xây dựng đồ thị. Bước thứ hai các em sẽ thực hiện công việc là gọi giải thuật Floyd để tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cao đỉnh. Rồi, ở bài toán sau khi khi đó ta thu được mảng CUV lưu trọng số đường đi ngắn nhất giữa đỉnh U với đỉnh V với mọi đỉnh U V trên đồ thị. Bây giờ với một vì K bằng 1 nên thì kết quả của bài toán kết quả của bài toán nó chính là bằng C của thằng S với cái đỉnh B1 của mình, bởi vì mảng B của mình chỉ mỗi một phần tử mà cộng với trọng số cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh B1 đấy cho tới cái thằng là T, cho nó T là đỉnh finish, đỉnh kết thúc của mình đấy. Ngược lại thì chứng tỏ đây là trường hợp với bài toán K bằng 2. K bằng 2. Thì nếu các bạn không cần tưởng tượng ra rằng nếu mà đồ cái của mình chia thành 3 khúc. Khúc thứ nhất đi từ đây, đi từ đỉnh thứ nhất đến đỉnh thứ hai. Khúc thứ hai đi từ đỉnh thứ hai đến đỉnh thứ ba. Và đấy, khúc thứ ba từ đỉnh thứ ba đến đỉnh đích. Vậy thì nó sẽ có hai đỉnh ở giữa. Vậy thì không mất tính tổng quát thì mình có thể gọi R1 là bằng đường đi ngắn nhất từ đỉnh S. Nó đi qua đỉnh B1 trước. Đấy. Cộng với đường đi ngắn nhất từ thằng B1 cho tới thằng B2. Đấy. Cộng với thằng là đường đi ngắn nhất của thằng là B2 với thằng T là thằng đích đến. Đấy. Đây là nó đi theo thứ tự là từ S này qua thằng B1 này, sau đó qua thằng B2 này. Nó có thể đi theo qua các đỉnh trung gian nữa, sau đó nó đi về T.
Đấy. Cái đường đi thứ hai thì nó lại đi qua thằng B2 trước. Đấy, đi qua thằng B2. Vậy thằng B2 nó đi qua thằng chỗ này ta. Nó đi qua thằng B2, sau đó từ thằng B2 nó đi thằng B1, thằng này là nó bằng nhau. Đấy, sau đó từ nó đi từ B1 về đi về T. Đấy, nó đi qua từ B2 về B1, nó qua T. Đấy. Thì khi đó cái đường đi ngắn nhất của bài toán của mình nó sẽ là bằng là min của thằng Z1 với thằng Z2. Rồi vậy thì tới đây thì ta sang bước kế tiếp là bước 4. À, ta đưa thằng Z ra là kết quả của bài toán nhé. Được chưa cả nhà? Như vậy trên đây là cái giải thuật mà mình có thể nghĩ ngay ra cái việc vận dụng cái giải thuật Floyd để giải quyết cái bài toán này. Và cái hay nhất của thằng Floyd là thu được cái mảng CUV mà như thầy đã báo và các bạn. Rồi nhiệm vụ cài đặt của mọi người và các em thử cài đặt xem. Thì trước đây nếu mà áp dụng bằng giải thuật Dijkstra bài toán này thì thầy sẽ Dijkstra từ đỉnh này cho đến đỉnh kia. Sau đó thầy kiểm tra xem các cái đỉnh B này nó nằm trên cái đường đi trên Dijkstra vừa thu được hay không. Đấy. Thì nếu có nằm trên đường đi thu được thì chứng tỏ nó là nghiệm. Tuy nhiên như thế thì nó cũng không đúng lắm. Bởi vì rõ ràng cái để khi bắt buộc đi qua một đỉnh nào đó thì cái đỉnh đó có thể nằm trên đường đi ngắn nhất hoặc đỉnh đó không nằm trên đường đi ngắn nhất. Và việc nó không nằm trên đường đi ngắn nhất là cho mình một cái bài toán mới rất hay. Nói trên đây là cái giải thuật mà thầy đã vừa mới giới thiệu đến các em. Các em hãy cố gắng cài đặt thành công bài toán này nhé. Khi nào có test bài toán này thì thầy sẽ nhắn ở trong nhóm và các em hãy cố gắng nộp bài. Nên update lại cái Cô cái em về này quá. bố để đấy khi nào bố dán trên tường bố chưa nhìn thấy lọ keo. Thằng bé con nhà thầy nó kiện cáo để sao bố chưa vẽ. Như vậy thì tới hôm nay thì thầy trò mình đã kết thúc được với tư tưởng của cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất, bao gồm tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Rồi và bài thứ hai là tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. Và bài toán thứ ba là tìm đường đi ngắn nhất mọi đỉnh trên giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị. Và cái bài toán vận dụng vừa rồi ta có một bài toán vận dụng khá hay. Đó, bài này đặt tên là bài toán áp dụng 4. Là tìm đường đi ngắn nhất mà bắt buộc phải đi qua các đỉnh. Đấy. Sau này thì người ta mở rộng lại thêm các cái điều kiện khác vào. Thì các em hãy để ý rằng là cái ta thuận lợi nhất đó là khi áp dụng giải thuật Floyd ta thu được mảng CUV lưu được trọng số đường đi ngắn nhất rồi. Vậy thì cứ với mỗi đỉnh di chuyển trên đồ thị thì nếu chọn một đỉnh nào thì ta cứ thu được đường đi ngắn nhất với đỉnh trước đó, với đỉnh sau nó và ta sẽ giải quyết được cái bài toán này. Rồi hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ ở đây. Bây giờ thầy sẽ gửi tới các em cái file này. Thầy cảm ơn các em đã nghe giảng tới thời điểm này. Ở buổi học kế tiếp thì thầy trò mình sẽ tiếp tục chuyển đề sang cái nội dung kế tiếp nhé. Rồi, thầy xin chào các bạn. Thầy chào cả nhà nhé. Thầy gửi cái file này trong nhóm Zalo. Lạc quá. Rồi, thầy bye cả nhà nhá. Tôi chào các em. Thầy cả chào Luật. Thầy chào Trung Minh. Gửi tới các bạn cái này. Cái này này. Thì vừa để nó đâu rồi. Thầy vừa xem.
À, cho xin định soạn. Để mình thấy cái luôn. Nhiệm vụ của các bạn là về nhà cố gắng cài đặt thành công các bài tập áp dụng. Thôi, thầy chào cả nhà nhé.